Hello nha anh em. Tiếp tục công việc hàng ngày anh em ơi. Lại là cập nhật xe ngày mới nha anh em. Ở đây có một cái Viva mới về nè anh em, hai đĩa. Xe này 9 triệu anh em ha. 9 triệu. Dễ xài. Cu xì ha. Cu xì cho mấy bé học sinh anh em ha. Này 11 triệu anh em ha. Còn này có một câu chuyện vui mắc cười lắm. Hai đĩa. Máy như đạn. Mà này, em kể mình nghe cười xỉu luôn. Em mua 18 triệu. Mà có con đại gục. Hỏi em Hép để em nhiêu. Hỏi anh để em 16 triệu. Bán xe lỗ 2 triệu. Máy nổ ra anh em nghe không? Ác lắm, máy ác chiến. Máy ác nổ. Mua 18 bán 16. Không nhớ giá. Cũng may thằng đệ nó hiểu. Sầu giá rồi, bắt đầu biết sao anh em quê rồi, cái nghỉ bán luôn. Để chạy luôn cho rồi. Với cái xe về nhiều quá anh em không có nhớ nổi. Công việc nó nhiều nữa. Quên trước quên sau lum hết. Bởi vì khi anh em mua xe 3-4 lần mà nhắc không nhớ tên, anh em thông cảm. Chỉ nhớ kém anh em. Cái lô Sonic đợt này xe cực kỳ chắc nha anh em. Xe không có lỗi. Giá hơi cao tí mà anh em thêm ít tiền. Cũng chưa tới hàng năm đâu. Anh em mua được cái xe nó chất. Không. Rất là chắc. Nói chung là giá nha anh em. Nói chung là lô Sonic đợt này là xe cực kỳ nha anh em ha. Chạy cả chiếc trước này luôn. Chiếc này rẻ hơn kia 1 triệu anh em. Thêm ít tiền mà xe nó ngon anh em ha. Hẹp cái càng này ông nào chốt chốt đại kêu review gì nữa. Xe ở đây là bao anh em. Khỏi lăn tăn. Coi xe nào được thì alo anh em ha. Quá trời xe luôn, super. Dãy neo anh em ha. Mua bán coi sao nói vậy anh em. Chứ mình gian dối thì ở chung ăn không có nhiêu đâu. Nhưng mà con cái uy tín mình nó không còn anh em ha. Để cố gắng gìn giữ cái sự tin tưởng của anh em mới phép. Không có dám làm bậy bạ được nha anh em. Bởi vì anh em cứ mua xe ở đây cứ yên tâm. Anh em nhận xe cứ phản hồi chất lượng rồi em rất là vui. Dễ đắc ý anh em ha. 4 chiếc. 2 chiếc bìa là 150. Chiếc giữa là 300 y anh em. Cái đắc ý thì nhiều người anh em hỏi ha. Nó sản xuất ở đâu thì nó từ ý chứ đâu. Này AB Thái nè anh em. AB Thái này cũng khá là đẹp anh em ha. Đẹp lắm á. Xe đúng chất xe gia đình, xe zin của người ta nè ha. Anh em cứ yên tâm. Không phải xe của cò lái gì đâu. Cái này hai chiếc này AB Việt. AB 2010 anh em. Mẫu 2010 cái này người ta lên Thái nè. Cái kia thì nguyên zin. Mở ít ha. Sư copy nè. Anh chị em nhà có mấy em nhỏ đi học mua xe này chạy cực kỳ tiện. Sư copy. Xe em bán 34 triệu anh em ha. Chưa có nổ niết gì đâu anh em ha. Cái này nó dính nhựa đường.
dính nhựa đường. Combo này nó còn đen thui nữa ha. Gốc chưa mở nè ha, vỏ nguyên zin chạy 14.000, vỏ trước vỏ sau chưa mở. Máy thì khỏi nói đâu, nói chung xe này xe bà xã phép đấy. Đậu đây bán bán lại xe nhà xài anh em, mua cho mấy bé đi học tuyệt vời, gọn nhẹ mà cái dòng xe nhập đi nhẹ lắm, đi đã lắm. Ghim ha, ghim full mới 245 cho anh em về cà phê chỉnh chu tôm tắt đàng hoàng hết rồi, anh em về chứ đi thôi. CBG nè, CBG có năm mấy triệu rồi anh em, này G15. Mấy chiếc này mấy ông hứa cọc cạch gì đó mà thấy em ru hết trơn rồi. Anh em nào có nhà ý mua thì liên hệ lại dùm phép anh em, liên hệ với trường sang là dùm phép. Cái này FI208 anh em, xe này hai vỏ còn, hai vỏ còn, áo dán keo luôn, nói chung là xe này chắc đấy. Này nay phép bán 57 triệu anh em ha. Còn cái này FI209 máy zin bạc cuộc với hai bên lốc có dầm 48 triệu. Cái kia 209 ghe 42 triệu, cũng máy zin nha anh em, xe này cũng chưa có dầm luôn nè. Da dép ha, da dép 4.2 anh em, giấy thanh lý hải quan sang tên toàn quốc. Này GT 206 lên áo 209, máy đỉnh 27 triệu anh em, máy ngon lắm, tối lúc đầu rồi nha, châm lửa 32 triệu, khu 24, khu 32 đó là khu 2 anh em ha. AMD này bán luôn nha anh em, 62 triệu, 62 triệu nha anh em. Có gì anh em làm việc trên trường sàn, tại em giao giá nó 65, nhưng khi anh em điện nó không biết, nó báo 65 nha anh em, bởi vì khi em cập nhật giá mới nó không hay á, nó báo giá cũ á, nó khác giá nhau anh em thông cảm. Hai chiếc Alpha cực kỳ đẹp anh em ha, hai chiếc đều vỏ rồi còn hết, đồng hồ là đi đúng hết nha anh em. Này gần 8.000 nè, nó như 8.000 đi, thằng này thì 2.000 mấy, 2.400 ha. Dàn tem sườn cá vẫn đẹp anh em ha. Cái xe này ngộ lắm, cái tem này mà đời bô có dĩ anh em đó, bô có dĩ mà 2.008 luôn. Nhiều anh em không biết nó lai bô lai liếc gì, xe này combo nó có tháo ở đầu lai đó, 2.008 luôn anh em, giờ cực kỳ đẹp. Mấy cái dòng này, mấy cái dòng này đó kỹ sư Việt Nam mình nó gáp anh em, kéo đồ xài chung nhau anh em, kéo đồ là xài tùm lum hết, kể cả shipper cũng vậy, nó bình thường anh em, không sao đâu, quan trọng là nó đảm bảo cái chất zin nữa thôi, chứ đồ cái vỏ cũng gì đó. Vỏ 2.8 mà nó lấy kéo 2.7 lên xài, nó kéo đồ kéo lồ lại xài thôi. Nhiều khi nó giao giữa cái mẫu mới với mẫu cũ đó anh em, rồi còn đồ cù rồi nữa, kéo qua kéo lại xài hết bình thường, tại vì xe cấp thấp mà không quan trọng gì. Bởi nhiều anh em không hiểu nó sao kỳ vậy, không có sao, bình thường đó. Em có ông anh cũng làm đồng nghiệp chung, nó nhiều chiếc anh em không hiểu nữa đâu, ốc thấy có dấu dặn đó, nhưng mà em bao zin, nó tức có nghĩa là ốc đầu bò ha có dấu dặn,
chưa hẳn là rớt nó, mà ốc không có dấu dặn đó, chưa hẳn là không rớt đó. Chơi xe cổ này nó khó lắm anh em, chứ không phải giỡn. Ốc có dấu dặn chưa hẳn là rớt, mà ốc có không có dấu dặn chưa hẳn là còn zin. Nói anh em hiểu câu đó chứ đừng có tưởng mà thấy mà đẹp đẹp là tưởng zin nha, chưa chắc đâu. Bởi để xác định một chiếc mà zin hay không zin đó, rất nhiều thứ liên quan nha anh em, chứ không phải là dòm một hai món là khẳng định được, khó lắm. Còn cái vấn đề đó thì để em lo, để phép lo cho mấy anh, chỉ có việc là lo tiền đó, xuống tiền đi, còn mọi phần để em lo hết, em lo hết. Hồi đó mấy chiếc 110 cũng vậy, mấy chiếc quay Alpha rồi cũng vậy, có nhiều ông lấy chìa khóa siết lên nè mấy anh, lấy chìa khóa đưa vô là bo ốc bốn lỗ là siết đi chơi đó, chứ không có mở ra, không có rút huyết, không có làm gì hết đó. Cái đó là bình thường, nó kể cả cúc nền luôn, ốc cúc nền luôn, nhiều chiếc quái lắm, mua đụng nhiều chiếc là cự xỉu luôn á, ốc cúc nền á dập hết trơn luôn, mà xe cục máy kêu là gấu luôn á, máy nó đẹp á mà ốc cúc nền dập hết trơn. Hỏi điều tra nguyên nhân ra là đó là siết để cho cứng chơi có nhiều ông siết hư rồi thay luôn, thay ốc cúc nền luôn đó. Em nói anh, cái chuyện đó là quá bình thường. Quý anh em đều nhớ phép hợp phép có review chiếc quay 110 mà cũng cách đây cũng lâu rồi. Chiếc quay 110 đó hai ngóc cốt nền có hai con tán cốt nền đó, anh em nó có cái núm lông đền đó. Chiếc 110 đó em review lâu dữ rồi. Cái xe là nói chung là cục máy, là nhìn em nói anh là từng đường gon nét chỉ, cảnh ốc cực kỳ đẹp, mà lại hai ngóc hai con cán hay gì đó không giống ai đó. Rồi cho mấy anh đố, cho mấy anh đón, cho mấy anh suy nghĩ, em cũng thua luôn nhiều chiếc mắc cừ lắm nha anh em đó. Ốc coi xăng khi gắt gắp ngược luôn đúng là ta sọt ra phải không, cái này không sọt ngược sọt vô lại, ở trước sọt, ở đằng trước sọt ra sao đó. Đúng ra người ta ở gần sau, người ta đẩy gần trước, người ta có cái dặn mà ốc sọt tùm lum hết. Rồi lại lần kia nói chuyện tiếp anh em ăn. Đi luôn. Nó làm gì kệ nó, mình không cần biết à, quan trọng là mình coi ra được cái xe nó, mình đảm bảo đem chơi. Bởi vì đó mọi việc đó là để phép lo, anh em cứ yên tâm, anh em chỉ việc lo tiền thôi. Còn xe xua như thế nào thì em nói như thế đó, anh em đồng ý và chấp nhận được thì chơi. Nó quan trọng là cái tính trung thực trong mua bán đó, anh em. Còn mấy vấn đề đó thì cái thời gian thì 20-30 năm này kia rồi thì người ta làm gì kệ ta, cái đó mà nó quan trọng đó. Quan trọng là ở đây là em coi xe là sao lại báo mấy anh vậy đó. Đừng có khách anh em ha, ở đây thì khách xuyên suốt nha nè, xu này nó bốn tới bốn lui nè ha, đạp tới không hết được, số bốn mà đạp không hết được phải trả về. Còn thằng xu nữa nè, thằng xu này cũng có nhiều điều để nói lắm à. Này là đúng ra là nó, nếu mà nó vậy là nó dằn thái đó, dành thái, nhưng mà cái số sườn là đóng chữ VN. Thấy không? Cái sườn đóng VN. VN là Việt Nam mình. Đó. Vậy là này có nghĩa là xu thì thái, nhưng mà cái kiểu nó nhập ba cục như tem lửa mà đầu 80, 82 mình vậy đó. Nhập Việt Nam mình gấp ha. Nó vậy thôi. Máy đắt 300 này mới về nha anh em. Xe màu rất là đẹp. Máy đi sang nó chạy là nó khen đấy. Xe về là phải nằm xuống rửa cho anh em gì nè. Rửa từng ly từng tí.
rửa nhớt nhau này kia đồ các kiểu ra cho nó sạch sẽ, kiểm tra đồ các kiểu ha, lóc bọng này kia đồ. Thằng su á nó có gon này nha anh em, gon này kêu là con keo à, có nhiều anh em không biết rồi à. Nói xe máy làm mấy lít này kia đồ nhờ nghi vấn này kia không phải đâu à, riêng đó đó xì bo không vậy đó nha anh. Này ếch Thái nè, này cái đầu bò nó có không hơi á. Quay ếch Việt Nam mình là cái máy nó sơn xám đâu, còn Thái thì nó sơn màu bạc. Cái đầu bò nó có cái không hơi à. Còn ếch Việt Nam mình thì lóc lóc xám không, cái đầu bò nó không hơi nè, đã không. Nói chung ra mình anh em coi xe nha anh em, coi xe đi để em vừa nói vừa quay. Nô 5 cấp tâm vậy nè. Rẻ muốn chết luôn. Máy này lâu năm mà nó cũng phun xăng điện tử chạy nó cũng tiết kiệm nhiên liệu. Chứ ăn xăng này lâu 4 nó ăn, với lâu 5 thì nó cũng nó hệ thống phun xăng điện tử hết rồi. Vừa quay vừa tư vấn khách đó nha em. Bình thường thôi, công việc hàng ngày mà. Công việc thường trực hàng ngày mà anh em. 13 triệu với anh. Đâm lửa đó. Janus, Đi Lăng, Abila, Ablat, Janus, Janus để cái điện đóng móc luôn anh em. Để đóng móc yên luôn. Sibo cà phê. Suviva Thái màu đen, Suviva bạc, khu chợ neo, mô tô 800 phân khối, 70 triệu nha năm. Chiếc tay ga 3 triệu rưỡi, máy ngon đấy, Sam 7, Charlie, City, Jupiter, Lê Sâm. Còn dãy này thì anh em chốt rồi. Rồi vậy thôi à, vòng vòng thì gà nhiêu thôi anh em. Mấy cái dòng xe mà bỏ mẫu Honda hồi trước anh em à, rất là khó xem nha. Có những chiếc mà nó dạng như nó làm, nó rút mình nó làm thời gian lâu đó, coi lòi con mắt ếch luôn á anh em, không phải dễ coi đâu. Bởi vì nói những anh em mà mua bán xe mà những cái dòng xe mẫu mới nó dễ lắm. Mua xe mới nè, mấy đời mới nè. Đời mới nè. Hỏi xe chạy nhiêu ngàn, có chạy trụ không, vỏ còn không thì thôi. Tại vì nó máy móc nó, mấy cái xe mà đi 1 2 ngàn, 2 3 ngàn, 4 5 ngàn thì nó có làm gì đâu. Nó dễ lắm. Coi nói chung là mình coi nó có bị lỗi không thôi. Nó có bị lợi dàn áo lật giặt có chạy trụ không thôi. Còn mà cái dòng mà bỏ mẫu thì thôi. Anh em bởi nhiều anh em hỏi anh có chiếc quen trong 10 em mua được nhiêu. Nói trời ơi trời, tí em không biết mua được nhiêu nữa. Nói xe đó giờ đi mà trực tiếp coi mua mà bán không lỗ hoài. Thì đừng nói lại à, mới có biết có thật không, không có miếng thông tin nào dân kêu mua mà biết được nào mua. Khó lắm anh em. Rồi ok chắc vậy thôi. Anh em nào quan tâm xe nào liên hệ dân sang trường giùm em nha anh em. Hotline của trường là 0961 374 375. Số cuốn sang là 032 55 55 330. Em sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Còn em thì việc rất là nhiều. Em đi chắc em phải đi công tác nữa rồi. Thành ra anh em cũng hạn chế gọi phép giùm.
Tại nhiều khi anh em biết không, đang ngồi đang lái xe chứ nghe điện thoại nguy hiểm lắm. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ phép nha anh em. Rồi xin chào.